S24 cộng với S03 thì sẽ tạo thành sản phẩm như sau. Đấy. Cái này kem thôi cả tự đi kem thủ chí với đây nè. Cái này kem chưa biết đúng không? Đây là phản ứng mới H24 đặc có thể tiếp nhận được N phân tử SO3, không phải một mà N. N có thể rất là nhiều các em, có thể là 2 3 4 10 rất nhiều. N SO3 thành H2SO4 chấm NSO3. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là H2SO4 đặc nó là nhiệm vụ để tích tụ cái gì xung quanh nó nhỉ? À, đúng rồi, tích tụ rất rất nhiều các phân tử SO3 xung quanh nó. Cái sản phẩm này người ta gọi là oleum. Đây gọi là oleum. Đấy. Thế thì cái sản phẩm này nó có đặc điểm gì? Đó là nó không bay hơi. Đấy, nhiệt rất là nhiều, rất nóng nhưng mà nó cũng không bay hơi. Vậy thì H2S4 ở dạng lỏng, SO3 cũng ở dạng lỏng phun lên thì hai chất này gặp nhau phản ứng rất mạnh và cũng tỏa rất nhiều nhiệt. Nhưng rất hay ở chỗ là nó không gì? Nó không bay hơi. Vì vậy mà cái sản phẩm sinh ra sẽ là ở dạng gì nhỉ? Ở dạng lỏng. Dạng lỏng thì người ta sẽ thu. Sẽ thu. Đấy, sẽ thu và nó sẽ gì nhỉ? Sẽ tháo ra ngoài. Đấy, sẽ tháo ra ngoài cho một cái chai, một cái bình gì đó. Đấy. Được chưa? Các em hình dung ra chưa? Đấy, vậy thì trong thực tế người ta có dùng nước để hấp thụ SO3 không? Mà dùng cái gì? H2S4 đặc để tạo thành gì nhỉ? Tạo ra oleum đúng không? Thế từ oleum làm thế nào để chúng ta thu được H2S4 loãng? Đúng rồi, người ta pha với nước em ạ. Sau đó người ta pha với nước một cách từ từ, giống như là pha axit vào nước ấy. Sau đó để cho oleum tác dụng với nước, tạo ra axit. Nếu mà muốn cho loãng thì cho nhiều nước, muốn cho đặc thì thế nào nhỉ? Để cho ít nước thôi. Chấm N ấy. N SO3 thì tạo thành cái gì? À, cộng nước thành cái gì? Thành H2 SO4 cân bằng. Sao các em nói chuyện nhiều thế nhỉ? Học không hiểu bài sao nói chuyện nhiều ấy. Nhi với Hồ mới học nói chuyện nhiều em. Long thế, tập trung vào đi. Nào, bây giờ các em cân bằng thầy nào. Đây là có NSO3. Nó phản ứng với H2O thì cần mấy NH2O? N thôi. NSO3 phản ứng với 1 NH2O thành N gì nhỉ? NH2O4. Nhưng mà có thêm một cái H2O4 có sẵn này thì cái gì? Phải N+1. Rồi, thấy các em hiểu bài chưa? NH2O. Các em hiểu bài chưa? Rồi, thế bây giờ các em ghi vào nha. Đấy, trong công nghiệp này người ta sẽ làm như sau này. FeS2 này cộng với gì nữa? O2 tạo thành cái gì? Se2O3 cộng với SO2. Đây là 4. Cái này là 2 đúng không? Đây là 8, đây là 11. Thế sau đó thì bước tiếp theo lại cho SO2 cộng với gì nhỉ? O2 tạo thành SO3 2 với 2O5 thế độ. Thế sau đó cho SO3 tác dụng với N, à đâu N cái này chứ. Tác dụng với lại H2SO4, nhưng mà các em nhớ là phải gì đây? Phải đặc nhá. Để thành H2SO4 chấm N SO3. Sau đó thì cái này mới cho tác dụng với gì nhỉ? Đúng rồi. H2SO4 chấm NSO3 cộng NHO để tạo thành N+1. Đây không phải nhiều cách làm đâu, một cách thôi chứ. Đây là nhiều phương trình biến đổi từ sản phẩm đầu tiên tới sản phẩm gì? Cuối cùng. Sản phẩm đầu tiên chính là cái gì? FeS2. Sau đó giai đoạn tiếp theo là biến thành SO2, từ SO2 biến thành SO3, xong từ SO3 mới biến thành oleum. Từ oleum mới ra gì nhỉ? Ra H4. Đây là nó có nhiều công đoạn như thế các em ạ. Mỗi một công đoạn sẽ làm một phân xưởng riêng. Để trong thực tế cái nhà máy sản xuất như thế.
Đấy, chu trình của nó thì nó trong vòng một ngày thôi, một ngày là từ đầu ra cuối thôi. Em hiểu bài chưa? Tại sao thầy dạy cái này kỹ như thế? Bởi vì là có bài tập nó khai thác vào cái oleum này, mà các em không hiểu oleum là gì thì các em không thể làm được. Rồi có bài tập về oleum ấy, trong tài liệu thầy phát cho các em cũng có mà. Đấy, cũng có bài oleum đấy. Hình như cũng có phải không? Có không? Không có à? Không có thầy sẽ bổ sung vào. Hết chưa? Điều chế hết chưa ơi? Thế còn ứng dụng thì các em học sách giáo khoa nhá. Bây giờ các em nhiệm vụ các em là các em bắt đầu là chia cặp nhá. Chia cặp từng cặp một. Các em giống như lần trước các em học halogen đấy, là một người cầm tài liệu. Đấy, đố một người trả lời phương trình. Đây. Ví dụ này nhá, bắt đầu các em sang số 2. Đấy, ví dụ bạn đọc là O2 cộng S thành gì, bạn kia trả lời là SO2, ví dụ thế. Thế không trả lời được thì bảo bạn ấy nhắc lại cho bạn ấy. Để cho bạn nhớ hả? À, không không cần hệ số, chỉ cần sản phẩm thôi. Hệ số em tự cân bằng mà. Nào bây giờ thầy chưa cặp là hai người một bàn một cặp đấy. Thế còn nhóm ba người thì như này, nhóm ba người thì như nào nhỉ? À, ba người nhưng nó lẻ thì vẫn chắn mà, vẫn chắn. Dung Dung với lại Vũ nhá. Vũ sang đây, Vũ sang đây học cùng với bạn đấy. Hay là cho Tùng trở về với Dung, Vũ với Đức Anh được. Còn nếu không thì thôi. À? Không, hôm nay học vòng 1 là free. Vòng 1 là free, vòng 2 là thầy cho kiểm tra thì thầy có điểm. À. Vòng 2 là thầy cho các bạn kiểm tra chéo thì sẽ có điểm.